Quang Đăng xin chào tất cả quý vị các bạn trong ngôi nhà sao duy nhân. Là thành viên hội đồng giám khảo, trải qua hai cuộc thi ở thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, gần 50 thí sinh dự thi, Quang Đăng cảm thấy là một điều các bạn rất nhiều thí sinh hát rất là tốt, thái độ dự thi rất là nghiêm túc, các bạn rất là chất, mặc dù là bận rộn công việc kinh doanh nhưng mà các bạn hát rất là hay, gần như ca sĩ chuyên nghiệp, có những người hát như vậy. Tuy nhiên thì có những điều các bạn cần phải trau dồi nhiều thêm nữa để lọt vào vòng sau nữa thì cuộc thi nó càng ngày càng khó. Mong các bạn trau dồi hàng ngày để mình thi thật là tốt. Thì cuộc thi thì mới tuyển sinh 2 điểm thôi, thì còn rất nhiều điểm. Thì hy vọng là tới đây sẽ tìm ra được các cái dòng ca hay để mà cuộc thi sao duy nhân nó càng phong phú, mỗi năm càng hay và trở thành là một cái thương hiệu. Xin chúc các bạn thành công, chúc cuộc thi thành công tốt đẹp.